số em có một cái xấu à, em hát ghê lắm mà em hát dở. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thủy ạ. Dạ. Thủy năm nay bao nhiêu tuổi? Em 24 tuổi ạ. Thủy đang làm gì? Em đang làm kế toán tại phòng khám nha khoa Tâm Đức ạ. Cảm ơn bạn. Xin mời bạn Nam. Dạ, em tên là Hồ Quốc Hùng. Năm nay em 27 tuổi. Em làm ở đâu? Dạ, em đang công tác tại ngân hàng Standard Chartered, ngân hàng tài trợ cho Liverpool đó anh. Dạ. Ờ, bạn quê ở đâu? Dạ, em là người ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em sinh ra ở đây. Dạ. À, dạ. 27 tuổi. Dạ vâng. Chưa có người yêu. Dạ, dạ đúng rồi. Có không? Dạ, hồi trước có, giờ không có anh. Trước có. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua cũng hai mối tình rồi. Dạ. Mối tình gần nhất đây là lúc nào? Dạ, năm, mối tình gần nhất của em là năm ngoái. Năm ngoái? Dạ. Gì mới của năm ngoái đây mình đi tìm yêu nữa rồi hả? Ừ, em 27 tuổi rồi, chia tay cả năm rồi anh. Cũng phải có bạn gái chứ, rồi lập đúng rồi, để cho người ta có cơ hội người ta kiếm ăn ấy chứ. Quên kiếm người bạn đời chứ. Lộn. Em, mục đích hôm nay đến đây là đã có quyết chí là tìm bạn trai chưa? Dạ rồi ạ. Theo em thì mình nên tìm hiểu trong khoảng thời gian bao lâu là vừa đủ? 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm. Dạ. Được là làm luôn. Ừ. Ha. Đấy, bên này cũng muốn lắm rồi đó, bên đây là 27 rồi đó. Mà quê em dạ. Ở đâu? Dạ, quê em ở Ninh Bình ạ. Em muốn người bạn trai của em là người như thế nào? Người bạn trai của em thứ nhất là cao từ 1m65 trở lên. Dáng thì phải tròn trịa giống như là ca sĩ Khánh Phương ấy. Tại sao vậy? Ủa sao vậy? Em không thích mấy người con trai mà ốm yếu. Tại vì trước giờ em gặp mấy người đó là em thấy không có cảm giác. Không có cảm giác gì hết. Cảm giác là cảm giác sao em? Tại vì không, tim mình không có bị có đập gì hết. Dạ. Tim đập là lúc mà gặp mấy người ốm yếu là coi như là tim ngừng đập luôn. Theo bạn thì bạn ốm hay là tròn trịa? Em ốm. Ủa? Cao không tới 1m65, có 1m62 à? Vậy thì chưa hợp lý với yêu cầu bên kia đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn thấy sao? Nhưng mà đôi khi bạn đó nhìn em, bạn đó thích rồi sao? Nhiều cái nữa, nhiều yếu tố nữa. Ờ, không? Còn nhiều cái đâu phải là ốm đâu. Mình đặt điều kiện ra như vậy chứ thật ra đôi khi mình gặp cái mình thích ai biết được gì đâu. Đúng rồi. Đúng không? Rồi điều kiện của bạn là như thế nào? Em nhìn em thích là em thích rồi. À, còn mập ốm không quan trọng. Dạ đúng rồi. À, dạ. Hỏi em là em có những cái tật xấu gì không? Xấu em có một cái xấu à. Em thích hát karaoke đó mà em hát dở lắm. Bây giờ em hát thử cái câu anh nghe coi dở cái nào. Hả? Em hát thử cái câu anh nghe coi. Hát cải lương đi. À rồi, cải lương đi. Giọng cổ dở đâu sơ thứ hòa đi. Rồi, làm luôn. Hát ba hơi một câu. Ba hơi. Ô sao dữ vậy? Tin hơi ngắn quá rồi hát dở mà. Rồi, chơi luôn. Trời ơi. Bởi xa cơ giữa chiến trường khó tiến nên vợ động cơ để đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà. Cái chữ hà nó mém rớt lại phía sau rồi đó. Nói chung là hát hay bằng hay hát hát bài chắc chắn ngon thôi. Em có kỷ niệm nào mà bí mật rồi đó giờ chưa dám nói với ai không? Có mà giờ em xe cho tay em sợ lắm anh. Không kể đó, kể nó nhầm gì đâu, bí mật gì mà vui vui mình kể cho bạn cái ấn tượng chơi. Anh biết à, em thích về miền Tây chơi. Rồi. Về quê của bạn em á, cái em đi nhậu với bạn em xong á, về cái bị lọt xuống cầu cá tra, nuôi sưng rồi lọt xuống nước. Thôi rồi bạn lâu em chuyện lên nhà cũng rồi. Em cười đại đi chứ em cười miếm miếm vậy. Em thoải mái lên đi cưng, bên kia quăng quá rồi mình thoải mái lên đi em. Còn sợ gì nữa? Còn bây gì giờ nữa? Cái đủ rồi anh. Rồi như đó bạn đó nhớ rồi đó. Bữa gặp em là thấy thú rầm rồi đó. Giờ tới tật xấu của em đi, em có tật xấu gì không? Tật xấu của em là nhiều khi nó hơi nóng tính á. Bây giờ em không thích cái gì á người đàn ông, để chị qua chị coi, bên kia có đủ hết để cho về luôn. Nhất là nói nhiều ạ. Nói nhiều nãy giờ biết rồi, quá nói nhiều luôn rồi. Cái thứ hai. Về chuyện tình cảm thì không có nghiêm chỉnh, có một cái gì đó. Em thấy người bên kia nãy giờ em thấy có nghiêm chỉnh không? Cảm nhận đầu tiên của em thấy nghiêm chỉnh không? Em thấy là anh vui vẻ thôi chứ chuyện tình cảm thì em thấy là như chưa có sâu sắc ạ. Ta hài hước chứ đâu có gì đâu mà ảnh hưởng tới chuyện tình cảm đâu. Để nhận định một người về chuyện tình cảm là cả một quá trình mà quen nhau rồi tìm hiểu rồi xem xét như thế nào, từ cái cách nó ăn nói cho cách sống ra sao. Bản thân em không dám nói em là người sâu sắc trong tình cảm, nhưng mà em chưa bao giờ em đùa giỡn trong tình cảm hết. Đúng rồi. Ở đây người ta đang phỏng vấn cảm nhận đầu tiên ông à. Em đang chia sẻ với anh Linh bên đây mà tôi đâu có nói mỏi đâu. Sao em? Dạ em không thích điều gì ở bạn trai em nữa. Cái điều mà em không thích nhất thì là nói nhiều. Rồi thấy cặp này ta khỏi làm mai đi, thấy không được rồi đó.
Sao nói dữ vậy? Khóc xô hả? Bây giờ mục đích chính là nói hay mục đích chính là Kim tìm bạn gái? Hai cái mà nói nhiều là không tìm được bạn gái. Thôi chắc tùy chứ đâu phải tôi quyết định luôn. Trời ơi, tôi quyết định của ta. Có nhiều cái. Thôi đứng lên coi 1m62 thì không? Có trả giá được không? Đẹp trai à? Đẹp trai à, tín nhiệm à. Em 1m7 đấy chị, chứ không phải 1m62. Nãy em nói giỡn đó. Đó thấy chưa? Không nghiêm túc trong tình cảm. Ủa không phải tình cảm đâu chị. Người ta nói mẫu người ta thích là 1m65. Mà em 1m7. Để em thách đố người ta, em nói 1m62. Đứng về phía em, ta có quyền nói chơi cho vui. Còn gì chưa gặp mặt mà đúng không? Có gì đâu phải căng thẳng. Ngay từ đầu mình phải nghiêm túc. Người ta phải hài hước cho cuộc sống nó vui. Không thấy vui được, bên kia căng thẳng đây, nhà ngồi tới mặt tới me tới mét kìa. Bên đó thì hơi căng, người ta nói chuyện cho thoải mái cái đã. Ta lên ta tìm hiểu cho kiếm chồng mà tự nhiên vô rồi còn giỡn nữa. Giỡn như mới vui đúng không em? Giờ em mà em thích vui. Em thích trai hay thích gái? Trời chị nhìn em sao rồi? Em giỡn đi, em giỡn đi, em thích trai hay thích gái? Em là cực men luôn á. Vậy là em nói giỡn đúng không? Em thích gái hả? Em nếu ai gặp anh nó được quỷ sứ. Vậy cái nào là thật, cái nào là giả? Thì chị cho nào thiệt, em nói cho nó thiệt. Bây giờ thích trai phải không? Thử. Trời đúng rồi. Rồi hòn chị hả em? Chúc mừng em nha. Chị thấy có tiềm năng lắm đó. Chị mình thích xin em rồi đó. Cô này không hốt chị hốt. Cảm ơn chị. Ừ. Hốt về là cái lộn á. Hai người này là có gì khắc khẩu với nhau nè. Thiệt chứ bộ. Chị không có lời nào để nói, em tự quyết định đi. Chứ chị là chị thấy chị hốt rồi đó. Dạ. Như bên nãy giờ anh hỏi thiệt nè. Dạ. Em có thích là em lấy vợ người Bắc không? Dạ cái đó bình thường anh. Bình thường đúng không? Đúng rồi. Giọng bên kia rất ngọt ngào dễ thương đúng không? Dạ. Ninh Bình có chùa Bãi Đính rất là lớn. À, có khu du lịch. Nói thiệt với anh là em không biết Ninh Bình nằm ở đâu luôn. Trời ơi. Cái này nói thiệt nè, cái này không có giỡn. Em nói thiệt, người em nói thiệt đó, em không có xạo. Em không biết Ninh Bình nằm đâu hết, em nói thiệt. Ninh Bình nằm đi chút xíu nữa tới Thanh Hóa, tới Hà Nội. Dạ. À, Ninh Bình là đẹp lắm, có chùa Bãi Đính cực đẹp luôn. Dạ. Nha. Có Tràng An rất là nổi tiếng, được thế giới công nhận luôn á nha. Thành ra là đi về đây bên đi cưng. Dạ. Thế coi bên đây làm sao? Hello. Nãy giờ tôi ngồi xanh lè xanh lét rồi đó. Thấy không xanh lè đâu vậy đó. Mày ấn tượng nha, ấn tượng như mái tóc đó. Em. Dạ. Anh nghĩ rằng rất được. Dạ. Bà bên kia dễ thương lắm. Được đâu mà được. Thôi. Nói nhiều tao không thích nói nhiều mà em được. Đừng gì nghe chị Cát Tường nha. Dạ, cảm ơn anh. Anh thấy ok đó. Dạ. Anh thấy tính em cũng hiền mà gặp anh này thì anh sẽ gọi là bù qua sức lại thì coi như nó cân bằng. Ok nha. Dạ. Hứa với anh đi. Nha. Tôi chưa thấy mặt. Không được ạ. Hả, hứa đi. Dạ không được ạ. Hồi đừng có ân hận nha. Bên đây bảo đảm là 100% nó được đó. Chịu đi, chị ngon lắm. Rồi, và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Kéo màn lên để cho hai bạn trẻ. Chưa, chưa. Gì nữa? Cái dễ thương lắm. Tại cho anh đi, chịu đi, anh khoái. Em chịu đi. Anh đứng ra làm lo hết cho ha. Rồi. Lo gì? Anh lo gì anh? Em muốn lo gì lo đó. Được á. Nha. Rồi. Về Ninh Bình để rủ anh đi nha. Kéo màn. Kéo màn lên. Dành nói hết luôn nè, biết mà. Thường em có thường em rảnh em làm cái gì? Em thích đi uống cà phê hoặc đi xem phim, nghe cái nhạc gì đó. Yeah, nhạc sống á em? Nhạc trẻ á. Nghe anh hát á. Anh thích nghe nhạc cải lương với nhạc sớm rồi. Nhìn anh hiện đại vậy chứ trẻ trung thật ra anh thích nhạc sớm luôn rồi. Nghe tài cái nhạc hồi xưa mà. Mà nãy giờ em có nhìn kỹ anh chưa? Vừa đúng không? Gãy đi. Dạ chỉ thôi ạ. Dạ nãy anh đứng vậy anh giao bông cho em thì anh không có gãy cao 1m62, anh cao 1m7, anh nặng 65kg. Dạ. Đúng chuẩn người Việt Nam luôn em. Dạ. Không hốt là chị hốt đó nha. Em cứ nhìn thẳng vào mắt anh đi. Em có thể hỏi anh một câu được không ạ? Thôi em hỏi đi, hỏi 10 câu anh cũng trả lời. Anh biết anh trả lời hết. Em không thích con trai nào nhiều. Nói tương đối thôi. Anh có thể thay đổi được một chút xíu với em không ạ? Em biết không, anh nói từ đầu rồi, đây là chương trình talk show ha. Anh yeah. Thích lên đây là để anh nói. Còn bình thường á, cứ nói nhiều vậy anh đâu còn đủ sức để anh nói. Anh sắp khang cổ rồi, em nghe giọng của anh rồi. Yeah. Đúng không? Yeah. Nhưng mà mình lên đây mình phải nói chuyện, thì mình buộc lòng mình phải nói. Nhưng mà cách nói chuyện của mình làm sao để cuốn hút người khác nghe. Đúng rồi. Bên cạnh đó không thể nào trong câu văn của mình có dấp dáp từ ngữ được. Đó là mình phải luyện tập, hiểu không? Còn bình thường người nói nhiều hay không á thì em phải tiếp xúc rồi em mới biết người ta nói nhiều hay không. Dạ. Đúng không em? Dạ. Rồi hết thời gian, thôi vậy thôi.
Bạn hai bạn để tay vào nút tỏ đi. Nói nhiều thôi, rất là lãng mạn, thấy chưa? Có tặng hoa đồ này, rất là nghiêm chỉnh. Khó tìm người này lắm nha. Áo tím nha, da dẻ mịn màng, tướng tá đẹp trai. Suy nghĩ kỹ nha. Thôi thì tôi thấy được lắm rồi đó. Nói nhiều kệ, mình lấy bông gòn nhét lỗ tai em. Lúc nào anh cần nghe mình mở ra. Em suốt ngày ngồi vậy nó buồn lắm, để người ta nói cho nó vui. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Wow. Trời ơi tôi lo lắm thiệt á. Lo bên kia không bấm không ạ? Không, nói sao nó nhiều quá vậy mà em bấm gì vậy em? Không bấm. Em anh có thay đổi gì không ạ? Không thay đổi thì anh nghĩ là thế này là vui vui rồi. Vậy là em mất cơ hội rồi. Không anh thật sự là chúc mừng hai em đấy. Bạn trai rất là dễ thương, rất là hài hước. Cảm ơn anh. Trong thời buổi này đôi khi cuộc sống nó bộn bề, nó đủ thứ lo toan hết trơn á. Mình phải có những cái niềm vui như vậy, có những lúc hài hước như vậy để nó bớt đi nỗi buồn. Đâu phải mình nói như vậy trong tâm mình như vậy đâu, đúng không bạn ha? Dạ. Tôi nghĩ rằng bạn đã tìm đúng người rồi đấy. Dạ. Bữa nào đám cưới nhớ mời tôi nha. Dạ. Chúc mừng hai bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay may mắn để nhận những phần quà từ Toshiba.